Chào các bác. 5 giờ chiều rồi. 17 giờ. Tôi phải lên Hà Nội rồi. Thì cố gắng làm cái video tổng hợp 2 ngày rất là thành công. Trồng được 2 cây mới và dọn dẹp vườn cũng như là cắt được mấy cái cây đã lâu lắm rồi chưa động được vào. Thì điểm lại một số cây thì có những cây nó khá là hay trong này, cũng muốn chia sẻ các bác là 2 cây xanh. Trong đó cây này thì nó giá trị hơn cả cây sung đây, cây tùng cối, cây tùng cối rất khỏe các bạn, để không đấy. Và cây ổi kia, cây ổi kia lúc trưa vừa cắt đây. Hai cây này lúc trưa tôi trồng xong cái giá trị nhất, một lúc tôi cắt những cái cút này này, tôi bỏ đi những cút này, những cút này tôi bỏ đi rất là nhiều thì lại tôi không quay được. Một lúc ấy nó có như là làm nó khá là, cũng suy nghĩ khá là nhiều là vậy, những cái chỗ bồi đỏ là đều tôi cắt đi hết rất nhiều, tôi cắt rất nhiều. Cây bên này cũng vậy, cây này cũng vậy, này bỏ tay này đi, đặt những cây này, tay này phải bỏ sâu nữa cơ, nhưng mà thôi để lên này thì tôi bảo tiếp. Đấy, những chỗ điểm đỏ đỏ ấy bỏ đi rất là nhiều. Đấy, để xếp lại những cái bông cho nó chuẩn dăm, nó đỡ thô những đầu các bạn. Đấy thì là cây xanh có thể nói rất yêu quý cây này, rất yêu quý. Đấy, cắt đi nhiều lắm đây, bỏ đi một rổ mà kiểu như là thuốc bắc đấy các bác, nhìn đây. Đấy, với lại toàn là cổ kiếp này, toàn cổ cánh đấy, nhiều lắm. Thì quay trở lại với mấy cái cây đi, tôi cứ đi từ đây đi. Cái ổi này thì đang cháy quá, có cái tùng này mướt này. Hôm vừa rồi thì nhấc sang cái chậu này chứ có làm cái gì đâu, nó rất là mướt, chẳng phải gì cả, tưới ít tùng cối cứ lên um tùm. Nhìn chưa, mướt luôn tùng cối. À, rồi cứ để tự nhiên là muốn lên nào lên, để tự nhiên. Đấy là cái tùng. Còn cây xanh đầu tiên này đã có rác vào đây rồi, đã có rác vào đây rồi. Đấy, cây này thì cái ngọn trước nó hơi thô, tôi giật bỏ để lấy cái ngọn khác, chia bông lại những cái điểm lục cục lục cục, thậm chí có thể có bông rồi nhưng mà nó thô lắm, phải lấy đi làm lại. Ngày xưa có bác này bác cái cắt giật nhưng mà lại bác không biết là không làm răm. Đấy, nhưng mà bây giờ bỏ, phải lấy bông lấy răm lại. Đấy, cơ bản thì nó hòm hòm rồi, cái bệ này thì đẹp lắm, thì đang che mất thì nhìn các bác nó nhìn hơi tệ, nhưng mà cái bệ này nó nổi lên thì nó đẹp lắm. Đấy, cái này cắt đi khá là nhiều, cái kia cũng vậy, còn chưa triệt để được đâu các bác, cũng mất nhiều thời gian lắm, ngồi mỗi lúc lại động tí, mà cái đồ thì mang đi đồ tổ ở nhà thì lâu không dùng, nó kém, nó dỉ, cắt nó sơ lắm, rất là khó chịu. Thì đợt tới nó này thì lại tính tiếp, nó này thì tính tiếp, mỗi lần về hoàn thiện được nó một tí. Đấy là cây xanh mới đầu tiên. Cây này nữa, cây này thì rất ưng ý, để ở giữa nhà là rất hợp lý rồi, đẹp, thích, lên chậu cái nhìn khác hẳn. Mùa này nó đang nắng, đang rất khó chịu nên là cũng chắc phải che chắn cẩn thận. Đấy, cây ba chân rất hay, bể rộng ở kia kìa, đang phủ đi, đang phủ nó, đang phủ đất cho nó sống đã, bây giờ tưới cái nó lại sụt cái xuống mà, đất toàn đất xốp, đất phân này, chuồng. Có cái dễ buông này, điệu điệu, sau thì dùng thì dùng, không dùng thì thôi, nhưng mà giờ đang nhìn nó cũng điệu điệu. Đấy, nhìn ở phía này thì có bác chắc là cũng muốn cắt cái ngọn này đi để làm
thiên nhiên nhé, nhưng mà tôi muốn giữ lại cái ngọn này, muốn giữ lại ngọn này. Một cây cũng là một cây cắt giật rất hay, các mặt đều rất đẹp, đều rất đẹp. À thế à, tìm được mấy quả trứng à? Đấy. Đấy, hay nhất cây chanh này thiết thực là làm được một rổ. Làm một rổ. Không có lối ra đây để quay mặt sau đấy. Các bác thông cảm. Các bác thông cảm. Không. Mặt sau nó cũng rất là đẹp. Cái này thì nó là mặt rõ ràng chứ không phải là bày mặt nạ cũng được. Mặc dù mặt nạ cũng đẹp. Cái này thì buộc phải bày mặt này rồi. Cái ba thân mà. Đấy. Nhìn thấy sướng. Nhìn sướng. Quá sướng. Nhìn thân già trắng nhẫn thứ. Kìa anh Sóc kìa. À đây, còn cây sung. Sung cho ra giữa này cho nó phong thủy. Có tí lộc lá. Cây sung rất hay các bạn. Sắp tới chắc chắn sẽ rất là nhiều quả. Để trước đây là nó quả nó đã buông từ trên buông xuống đỏ hết ở gốc. Được rồi, ông để ở quê để trong cái bóng cây kìa. Đây là không. Đấy, cái sung rất già, rất là nhiều quả đấy các bác. Bây giờ thì bác chưa thấy quả, nhưng sắp tới thì chắc chắn là nó nhiều quả. Cái sung rất hay. Rất rộng. Đấy, ở đây cái cây nhãn hôm tôi cắt đây. Thì rất là hay. Cây nhãn, đợi nhãn. Hôm nào thì mới cắt nó lại mọc, thì hôm nào dọn thì các bác xem nó dễ hơn. Cái lộc vừng thì tôi phá đi làm lại thì không có gì để nói, bởi vì là chấp nhận thôi. Cái sung này các bác này, nhiều quả lắm. Hôm qua tôi cắt đi nhiều lắm. Đấy, toàn mầm quả đấy. Ông đi à? Vâng. Đây. Trời ơi, không kịp, mệt lắm. Đấy, quả còn quả tía quả này. Còn mầm quả đây này còn hôm qua cắt mình hết quả, còn quả nó ra quả cứ thế nó ra thôi. Sung nhiên bỏ bên ở đây thì nó nhìn nó tệ. À đây còn có cái phi lao khá đẹp, nhưng mà đang bị lâu không làm ấy. Thì sắp tới thì nó lại ngon thôi, lại ngon sớm trở lại. Phi lao nó nhanh lắm, vã nhiều nước mà còn chưa tưới rồi đấy. Nó bồ ngọn chì đây. Đấy, nó sạch sẽ rồi, giờ chỉ có lại đẹp lên thôi. Chứ không làm thì nó hỏng hết. Đây, đến lượt cái ổi. Cái ổi lần này cắt thì nhìn nó khá là ưng, bởi vì lần này nó nuôi được những cút rất là to. Cắt sướng lắm, cắt như đốn củi, như tiểu phu đốn củi. Đấy các bác nhìn. Khuê không? Rất khuê các bác. Đấy, đợt này toàn cây bự cây to ở quê rồi. Là vào form và phiếc hết rồi. Rất ưng ý. Đấy, bác nhìn này. Bác nào chưa biết thì nhìn nhé. Đấy, bác nhé. Lúc trưa này mới làm cố. Thì bác theo dõi cái video mà tôi làm cái cây ổi này các bác nhá. Tổng hợp. Ôi, lấy bưởi mang đi... bưởi quê mang đi lên Hà Nội ăn đây. Đấy, cái tạm gọi là hai cái tử cái đuôi đằng sau này đang rất là mạnh,
phóng rất kinh. Chỉ là hãm bớt lại. Hãm bớt lại, nó lên mạnh quá. Đấy, thu hết. Mùa này nắng rất kinh khủng các bạn. Chỉ cái cành ổi mà vứt ở dưới này một tí mà và khoảng mấy giờ đồng hồ sau bóp nó giòn tan này. Thời tiết tháng này khắc nghiệt. Nắng rát. Đi cây cối mà mới trồng cũng mệt đấy. Đấy, là cái cây ổi. Sơ bộ là cái cây ổi. Đấy, làm lấy bưởi. Nhà cửa nó còn lung tung thế này. Sắp tới thì cứ dần dần thôi. Mình cứ dần dần mình quay đẹp rồi mình kê kiếc nó gọn gàng lại là nó ok thôi. Đấy, cây ổi này tôi rất thích cây ổi này. Tôi thấy nó lùn nó rất là hay, nó lại nhiều quả. Rất là vui quá. Cái du. Đấy, cây chắc này khá là xanh tốt. Rất là đanh những cái miếng gỗ này, những miếng khối gỗ đây, nguyên cái mặt gỗ cái to ngày xưa nó cắt đi đây vẫn nguyên rất là đanh, đục tượng hết cái vô tư. Ô rồi, xin cảm ơn các bác nhé, lại lên Hà Nội thôi. Đó.